Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may một chiếc áo mỏng hai lớp. Mình sẽ lót xéo ở phía trước ngực. Và mình sẽ may cổ lọ có nơ ở phía trước, tay nhúng nha. Thay vì mình lót vải phía trong thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lót vải phía ngoài xéo, để cho chiếc áo các bạn bận nó không bị mỏng. Và cái tay áo thì tay áo băng tay 5 phân nhúng cửa tay. Các bạn hãy đi pha cắt cục mình nha. Sau khi mình cắt chiếc áo xong thì mình sẽ nhấn bên thân trước. Xong rồi mình sẽ đặt lên vải và mình cắt cái miếng lót vải xéo ở trước ngực cái áo kiểu. Mình sẽ cắt y chang sớ vải như vậy để cho bận cái áo nó khớp, nó không bị dặn. Mình sẽ vẽ xéo phía bên tay phải, xéo xuống phía bên tay trái, bên phải thì mình đo xuống 10 phân. Đây, bên còn bên kia, bên tay trái thì mình đo xuống 20 phân. Từ nách đo xuống và mình sẽ cắt xéo qua. Đây, xong rồi mình sẽ đi vắt sổ và mình đạp cái miếng xéo này nè, đạp nhuyễn lên. Rồi mình sẽ vắt sổ chỉ đôi hai lớp luôn. Xong rồi mình sẽ ráp vai thân trước thân sau. Mình nhấn bên ủi thẳng bên hết. Xong rồi nè các bạn, đây là mình lót hai lớp ở phía trước ngực xéo. Rồi mình sẽ ráp sườn vào. Còn tay áo thì mình sẽ may băng tay 5 phân, nhúng đầu trên và đầu dưới tay, cửa tay luôn. Mình sẽ đi may sườn áo vào. Xong rồi thì mình sẽ ủi tay áo vòng nách. Mình muốn thẳng thì mình kê cái gối vô mình ủi á các bạn. Cái tay áo nó sẽ thẳng đẹp lắm trên cái vai á. Rồi mình sẽ ủi cửa tay luôn. Các bạn dùng cây gỗ đè lên như thế này thì cái tay áo á, cái đường sườn vải của các bạn nó rất là thẳng. Vừa xịt nước vừa dằn cái cây ủi á, mình kêu là cây ủi á, nó rất là thẳng. Xong rồi mình sẽ xếp đôi cái vòng cổ lại. Đây, thân trước thân sau nè. Mình xếp đôi lại và mình sẽ đo cái vòng cổ. Vòng cổ thì mình sẽ lấy cái thước dây mình đo. Thì nguyên cái vòng cổ này là 32 phân. Đây các bạn, 32 phân. Mình sẽ ủi vải dụng. Rồi mình lấy vuông gốc. Vuông góc thì các bạn lấy cái ô vuông nè. Lấy cái góc vuông xong rồi mình sẽ lấy cái thước. Mình vẽ xéo. Như vậy thì cái vải nó xéo đúng. Bắt đầu mình lật qua mình sẽ ủi. Khi mình ủi á, mình ủi á, cái vải nó sẽ thẳng. Nó không bị giỡn chỗ nào hết á. Mình nếu có giỡn thì mình sửa lại cho nó thật là thẳng. Rồi mình đẩy cái cây ủi nè. Để mình lấy cái xéo á, cái bầu áo mình nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình đo ra là 9 phân rưỡi là chừa đường may luôn nha. 9 phân rưỡi. Vải không đủ nên mình sẽ lấy hai miếng vải xéo. Đây là một miếng. Nãy mình đo là 32 thì bây giờ mình sẽ cắt dư ra 42 phân. Hai miếng mình sẽ nối lại với nhau miễn sao nó dài 42 phân là vừa nha. Đây mình cắt hai miếng. Còn lại cái miếng vải xéo kế tiếp nè các bạn, ủi đôi cho mình 1/2. Đây, để một lát mình sẽ may cái bầu cổ lọ vào. Rồi mình lấy vải vụn á, mình pha thêm một cái miếng để làm cái nơ, buộc cái nơ lại. Miếng này là bề ngang nó là bề dài 10, bề ngang 7 nha. Mình lấy bằng keo nha, mình ép keo á.
Đây mình ép keo, mình lựa cho nó một cái bông ngay giữa, thì lúc mà mình gút cái nơ nó dễ thương hơn, sẽ có cái hình cái bông ngay cái giữa cái nơ. Rồi mình sẽ vẽ nó vô, ủi nó vô như thế này, không cần mai nha cả nhà. Đó, mình xếp nó vào như thế này, quyển sao 7 phân, xếp lại còn 2 phân nè, gọn vô luôn. Đây 2 phân để mình bẻ cái nơ đó. Xong rồi bây giờ mình đi nối cái bâu cổ lọ này lại với nhau, thì mình sẽ cắt xéo góc như thế này, hai miếng, miếng này mình cũng cắt xéo góc nó lại để cho nó trùng khớp với nhau. Đó, mình sẽ đi nối và mai lại. Sau khi mai xong thì mình sẽ ủi rẻ và mình ủi đôi lại cho nó bằng và nó không bị giợn ở phía ngoài của cái. Đây mình ủi sao mà cái vải này nó thẳng, mình ủi đẩy cái cây vô nó thẳng, nó không bị xếp gốc là được. Rồi mình xếp đôi lại, xếp đôi cái bâu cổ lọ này nè cả nhà. Mình đo là 9,5, chiều dài nó là 42 phân cộng thêm 10 phân để mình dư ra hai cái nơ á, dư ra cái nơ 10 phân nè. Mình đo lên đúng 10 phân luôn, mình sẽ làm dấu ngay đây và mình đi mai, mai cái khúc 10 phân phá ngay cái đầu nó lại. Đây cái khúc 10 phân, xong rồi cả nhà bấm xéo nó vào như thế này nè. Mình khi mình mai mình sẽ bấm xéo đó. Đó, mình bấm xéo gốc như thế này nè, mình lộn nó ra và lấy cái kim để làm cho nó được vuông gốc, lộn hai cái đầu nơ ra trước. Vải bâu này không cần keo nha cả nhà, vải xéo hoàn toàn và mình sẽ ủi nó. Khi mai các bạn nhớ là mai gốc đó, mai gốc như thế mình ủi nó ra. Đó, hai cái đầu nơ hết rồi đó, xong rồi mình sẽ gọt nó lại, ủi kỹ một lần nữa và gọt nó lại cho nó ngay ngắn. Rồi mình sẽ lấy cái cổ áo nè, mình đo từ phía vai bên tay trái xuống 7 phân, từ vai xuống 7 phân. Mình sẽ lấy cái miếng nẹp nơ 2 phân này nè, mình mai vô trước tiên. Đây, mình mai mình lại mối cho chắc. Mình mai sát cái cổ áo. Rồi mình sẽ cách cổ áo 2 phân luôn. Đó, mình mai một đường ngang thêm 2 phân nữa. Mình mai mình lại mối cho chắc nha cả nhà. Đó, xong mình cắt chỉ. Để một hồi mình làm cái nơ luôn. Nhớ là canh cái bông ngay cái nhị nó đẹp hơn. Xong rồi mình hơ cái dây xéo 1,5 này nè, mình để ngay cái giữa nơ nè. Mình lấy cái bâu đây mình đặt lên cái bâu cổ lọ, mình sẽ đặt lên và mình lấy cái dây viền ủi vải đôi xéo nè, hồi nãy mình mới hơ nè, mình đặt lên ngay giữa. Một lát mình không cần nối cái sợi dây viền này luôn, tại vì mình sẽ úp cái dây nơ vô là được rồi. Các bạn sẽ may vòng qua cái đường cổ. Đây. Mình đi, mình may không được thì các bạn sẽ lượt. Và nhớ là cái vải xéo mà nói á, là nó phải ngay ở phía sau cổ mình nha. Nếu mà nó ra phía trước nó rất là xấu. Nhớ các bạn canh cái đường xéo á, đừng để nó ra phía trước. Đây, khi mình mai tới đây mình cũng cắt và mình hơ nữa nè. Mình hơ lửa cho nó trùng với nhau nè. Không cần nối, nối nó sẽ cộm.
rồi mình lợi mối cho kỹ. Xong rồi nè các bạn, đó đó cái gì nữa, nhưng mà chưa, mình sẽ gọt gọt cho nó gọn lại đây, gọt mấy cái tưa tưa này nè bỏ đi. Sau khi gọt xong rồi các bạn sẽ bấm cách nhau một phân hoặc phân hơn nguyên cái vòng cổ này luôn, bấm không có đụng vào cái đường may mình nha. Rồi mình sẽ đạp đường dằn phía bên cái miếng viền 1 phân 2 này nè. Đó, bây giờ nó còn khoảng 1 phân à. Nhỏ hơn 1 phân nữa. Mình sẽ đạp về một bên hết. Mình đạp như vậy. Nguyên cái phần cổ luôn. Xong rồi nè, mình sẽ cắt chỉ cho nó gọn vào, rồi mình sẽ lật nó ra. Đây cái bầu nè, cái bầu, rồi cái thân áo mình lật như thế này nè. Đó, mình sẽ đạp đường dằn cái này xuống, cái nẹp xéo một phân này xuống, mình lại dằn một lần nữa. Đó, dằn hết luôn. Dằn cho cái nẹp xéo này xuống là cái áo mình, cái cổ áo nãy mình gọt nó gọn, nó không bị tưa chỉ đâu luôn. Xong rồi đó. Đây. Xong rồi mình đã vô xong cái cổ. Và mình sẽ đi ủi. Mình ủi thì mình lật lên như thế này nè, mình ủi để cái gói ủi ở dưới á. Mình xịt nước và mình lấy cái cây gỗ mình ép á, thì cái cổ áo nó sẽ thẳng băng à các bạn. Cổ trước cổ sau đều ủi vậy hết, rất là thẳng luôn. Xong rồi, sau khi ủi xong rồi, các bạn sẽ để cái phía trước nè nằm ở phía dưới, còn cái miếng ngắn ở trên vai này nè các bạn chồng lên trên cho nó nằm lên trên đó. Rồi các bạn kéo cái dây nơ nè, đây cái dây nơ nè hồi nãy mình ủi keo đó, đưa ra nó ra giữa cái nhị, nó là cái bông đó. Rồi mình sẽ lấy chỉ tư mình kết tay hoặc là mình may mái cũng được, nhưng mà kết tay thì nhìn nó đẹp hơn nha, nên mình sẽ kết tay cho cả nhà xem và nhớ lại mối cho nó chắc. Tại vì giờ là áo là mình giặt máy giặt nên mình may nó phải chắc. Mình kết mà khơi khơi thì nó bung ra, mắt công khách mình sẽ không thích. Đó, mình sẽ lợi mối nhiều lần như thế này nè, nó sẽ không bị xúc. Rồi mình cắt. Cái dây nơ này nó dư quá thì các bạn cắt ngắn lại. Đây, ngắn lại. Như vậy là xong một cái áo rồi đó. Bầu nơ ở phía trước mình sẽ sửa nó lại cho nó ngay ngắn, nó đẹp hơn. Mình sửa cái nếp gấp á, khi bận là được luôn, không cần thắt mà tự nhiên như vậy luôn. Đó, xong rồi đó cả nhà. Như vậy mình đã hoàn thành một chiếc áo cổ lọ, ở phía trước có nơ và thân trước áo vải mỏng. Mình sẽ lót xéo trong chiếc áo rất là có duyên ha cả nhà. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh để học may thiêu vẽ miễn phí cùng nhà may Cát Đằng. Mình xin chúc cả nhà được an lành hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống.